chương trình phát thanh quận Kiến An. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh quận Kiến An. Chương trình có những nội dung sau. Phần tin. Quận sớm hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2024 ngay trong 3 tháng đầu năm từ ngày 15 tháng 4 năm 2024 đến ngày 15 tháng 6 năm 2024 đáp ứng chiến dịch truyền thông, tư vấn chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Các cấp bộ đoàn quận trao tặng và vận động gần 590 bản đồ Việt Nam hưởng ứng cuộc vận động tự hào một giải non sông. Bài viết Áp dụng các giải pháp sáng kiến trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ. Chuyên mục Tìm hiểu chính sách pháp luật. Mục bạn cần biết. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Chỉ mới hết 3 tháng đầu năm, quận đã sớm hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2024 thành phố Giao. Tổng thu toàn quận được 541 tỷ 830 triệu đồng, vượt 2% dự toán năm, gấp 9 lần cùng kỳ năm ngoái. Đóng góp lớn vào kết quả này là số thu từ tiền sử dụng đất. Đến hết tháng 3, số thu từ chỉ tiêu này được 445 tỷ 987 triệu đồng, vượt 60% dự toán năm. Ngoài ra, Lệ phí môn bài cũng là một chỉ tiêu đã sớm hoàn thành dự toán năm với kết quả đã vượt 2% kế hoạch cả năm. Thuế ngoài quốc doanh cũng đạt kết quả khá tốt. Trong 4 tháng đầu năm, quận thu được gần 62,3 tỷ đồng, đạt 52% chỉ tiêu thành phố giao. Tổng thu khối phường được hơn 4,9 tỷ đồng, đạt 34% kế hoạch năm, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2023. Khối văn phòng tri cục thuế thu được 57 tỷ 349 triệu đồng, đạt 52% kế hoạch năm, tăng 149% so với so với quý 1 năm 2023. Ủy ban nhân dân quận vừa ban hành kế hoạch tổ chức chiến dịch truyền thông, tư vấn chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm 2024. Chiến dịch truyền thông, tư vấn chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình được triển khai tại 10 phường. Thời gian đáp ứng chiến dịch từ ngày 15 tháng 4 năm 2024 đến ngày 15 tháng 6 năm 2024. Mục tiêu của chiến dịch là đảm bảo 90% trở lên các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên, thanh niên các phường được cung cấp thông tin, tư vấn các kỹ năng, kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số. Về chỉ tiêu kế hoạch hóa gia đình trong chiến dịch, quận phấn đấu hoàn thành 50% trở lên các chỉ tiêu kế hoạch năm về biện pháp tránh thai lâm sàng, hoàn thành 40% trở lên chỉ tiêu tiếp thị xã hội, xã hội hóa phương tiện tránh thai lâm sàng và phi lâm sàng năm 2024 về chỉ tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, tổ chức tư vấn và cung cấp dịch vụ khám phụ khoa, sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung tại cộng đồng. Về chỉ tiêu nâng cao chất lượng dân số, phấn đấu trên 50% nam nữ thanh niên có nhu cầu được tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn và phòng tránh vô sinh. 95% trở lên các bà mẹ mang thai được tư vấn, cung cấp các kiến thức, lợi ích khi tham gia sàng lọc, tầm soát trước sinh và sơ sinh, 100% các phường tổ chức truyền thông tư vấn vận động thanh niên kết hôn trước 30 tuổi và sinh đủ hai con trước 35 tuổi. Việc tổ chức chiến dịch nhằm duy trì ổn định mức sinh thay thế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu biện pháp tránh thai lâm sàng và phi lâm sàng, giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn, cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Các hoạt động của chiến dịch được triển khai một đợt trọng điểm lồng ghép với các hoạt động đáp ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số. Hưởng ứng cuộc vận động tự hào một giải non sông, quận đoàn phát động tất cả các cơ sở đoàn tích cực tham gia. Trong tháng 3, quận đoàn trao tặng 07 bản đồ Việt Nam cho đoàn khối trường học. Các cơ sở đoàn trong quận cũng đã vận động được hơn 580 bản đồ. Các bản đồ Việt Nam được treo tại các không gian học tập, làm việc và sinh hoạt cộng đồng của thanh thiếu nhi và người dân. Đây là một hình thức tuyên truyền trực quan, giúp cán bộ đoàn, đoàn viên thanh thiếu nhi và người dân có thêm thông tin, kiến thức về đặc điểm địa lý, hành chính của đất nước, góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, niềm tự hào, lòng yêu nước. Đồng thời, là hành động cụ thể của đoàn viên, thanh niên nhằm khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Mời quý vị theo dõi bài viết áp dụng các giải pháp sáng kiến trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ của tác giả Huy Đại. Ủy ban nhân dân thành phố vừa công nhận 63 sáng kiến có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng thành phố năm 2023, số lượng sáng kiến bằng 143% cùng kỳ năm trước. Điều đáng chú ý, tỷ lệ sáng kiến về cải cách hành chính, cải cách hành chính tăng đáng kể, cho thấy những chuyển biến tích cực trong tác phong, lề lối, ý thức làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nêu cao tinh thần vì dân phục vụ trong cơ quan hành chính nhà nước. Những giải pháp sáng kiến được nghiên cứu triển khai tại các địa phương, sở, ngành nhằm mục đích hạn chế tình trạng hồ sơ trễ hạn, quá hạn giải quyết. Trưởng phòng tư pháp quận Hải An Bùi Quang Ngân thông tin, gần đây, với sự phát triển của các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn quận Hải An thu hút nhiều chuyên gia nước ngoài làm việc, sinh sống. Do đó, cán bộ, nhân viên trong phòng chủ động giả soát, nghiên cứu quy trình thực hiện theo hướng sử dụng dữ liệu liên thông để giảm thời gian chờ đợi thực hiện thủ tục hành chính đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài từ 5 đến 7 ngày so với quy định, giảm số lần đi lại của công dân, hay tại Sở Giao thông Vận tải, sáng kiến xây dựng kênh YouTube phục vụ công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công thành phố, cổng dịch vụ công Bộ Giao thông Vận tải. Nhằm hỗ trợ người dân không cần trực tiếp đến trụ sở cơ quan nhà nước vẫn có thể thực hiện thủ tục hành chính. Trong số 63 sáng kiến cấp thành phố vừa được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận, nhiều sáng kiến, giải pháp liên quan cải cách hành chính thể hiện tính hữu ích. Thiết thực cao như quản lý doanh nghiệp hộ kinh doanh trên bản đồ số của ủy ban nhân dân quận ngô quyền xây dựng phát triển hệ thống tổng hợp thông tin quản lý chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định tại huyện an dương một số giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh ddci trên địa bàn quận dương kinh nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao các chỉ số về cải cách hành chính của ban quản lý khu kinh tế hải phòng một số giải pháp áp dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa ủy ban nhân dân huyện ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện An Lão. Theo trưởng phòng cải cách hành chính và pháp chế, sở nội vụ Nguyễn Thị Thanh Hồng, những sáng kiến mới, giải pháp hay được đề xuất từ thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị góp phần giải quyết vấn đề thực tế tăng hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại. Những sáng kiến đã góp phần hiện thực hình ảnh chính quyền thân thiện, năng động tới người dân, doanh nghiệp. Ông Lê Chí Mâu, Bí thư chi bộ tổ dân phố Quang Trung 1, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, nhấn mạnh, sáng kiến quét mã QR để khảo sát, lấy ý kiến người dân tại bộ phận một cửa tại Ủy ban nhân dân phường giúp người dân được trực tiếp thực hiện quyền đánh giá mức độ hài lòng về thái độ tiếp đón, phục vụ của công chức phường. Trước đây, thực hiện các giải pháp sáng kiến chỉ là điểm cộng, điểm khuyến khích nên nhiều đơn vị, địa phương chưa mặn mà, coi trọng cán bộ công chức viên chức chưa lưu tâm, chú ý. Nay, triển khai giải pháp sáng kiến trong công tác cải cách hành chính được đưa vào tiêu chí khung chấm điểm, tối đa 3 điểm. Cụ thể, mỗi giải pháp, sáng kiến về nội dung công tác cải cách hành chính cấp thành phố do Sở Khoa học Công nghệ thẩm định, công nhận, được 1 điểm, sáng kiến ở cấp cơ sở được công nhận được cộng 0,5 điểm. Điều này trở thành động lực khích lệ các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2023 cho thấy, không có sở, ban, ngành địa phương bị trừ nhiều điểm vì không có giải pháp sáng kiến về công tác cải cách hành chính ở cấp cơ sở. Việc nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải cách hành chính nhằm tìm kiếm hướng khắc phục khó khăn trong thực thi nhiệm vụ. Theo tránh văn phòng Sở Giao thông vận tải Vũ Đức Hùng, ngay từ đầu năm, Giám đốc Sở đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính, yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở đăng ký đề tài, sáng kiến trong công tác cải cách hành chính và 100% các phòng, đơn vị đã, đang triển khai nhiệm vụ này. Đồng thời, Ban giám đốc sở coi tiêu chí thực hiện đề tài, sáng kiến là nội dung bắt buộc trong bình xét, xếp loại thi đua đối với tập thể, phòng, ban và cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, qua đó cũng xác định trách nhiệm nhắc nhở, đôn đốc của lãnh đạo các bộ phận. Ủy ban nhân dân các xã Bát Trang, An Thọ, huyện An Lão, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên vừa nghiệm thu hai sáng kiến về cải cách hành chính. Yếu tố quan trọng tạo nên chuyển biến đó xuất phát từ ý thức, trách nhiệm về công việc được giao và tinh thần cầu thị phục vụ nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Phạm Thị Xuân Hòa cho biết, Ủy ban nhân dân phường là đơn vị đầu tiên trên địa bàn quận áp dụng mô hình đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân về thực hiện hành chính công qua quét mã QR trên Zalo thể hiện sự giám sát thực thi nhiệm vụ. Khi người dân độc lập đánh giá đòi hỏi đội ngũ công chức chủ động tìm tòi, học hỏi để bảo đảm tiến độ thời gian, khối lượng công việc. Qua đó, Ủy ban nhân dân phường cũng tìm được giải pháp hữu ích trong đánh giá, chấm điểm tác phong, Lề lối làm việc của cán bộ, công chức thực hiện tốt hơn nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số. Những sáng kiến trong công tác cải cách hành chính của đội ngũ công chức, viên chức được áp dụng, triển khai rộng rãi tạo nên phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo thiết thực trong các cơ quan, công sở, tạo động lực vững chắc để thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính từ mỗi đơn vị, địa phương. chuyên mục tìm hiểu chính sách pháp luật Thông báo về việc nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2024 Căn cứ luật quản lý thuế số 38 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Căn cứ thông tư số 153 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghị định số 53 ngày 1 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Để thực hiện tốt việc triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2024, Chi cục thuế khu vực Kiến An An Lão thông báo những nội dung chủ yếu quy định thực hiện việc thu nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2024. 1. Đối tượng chịu thuế, nộp thuế bao gồm đất ở tại nông thôn, đất ở đô thị đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm đất xây dựng khu công nghiệp đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh đất khai thác chế biến khoáng sản đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh người nộp thuế là tổ chức hộ gia đình cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế trường hợp tổ chức hộ gia đình cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người đang sử dụng đất là người nộp thuế Việc nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không có nghĩa hợp lý hóa quyền sử dụng đất. Hai, căn cứ tính thuế, căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là diện tích đất tính thuế, giá 1 m2 đất tính thuế và thuế suất. Diện tích đất tính thuế là diện tích đất phi nông nghiệp thực tế sử dụng. Trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở thì diện tích đất tính thuế là tổng diện tích các thửa đất tính thuế. Giá tính thuế giá của một mét vuông đất tính thuế là giá đất theo mục đích sử dụng của thừa đất tính thuế theo quyết định số 54 do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2019 và được ổn định theo chu kỳ 5 năm kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Thuế xuất đất ở Đất ở bao gồm cả trường hợp sử dụng để kinh doanh áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần như sau diện tích trong hạn mức thuế suất 0,03%, phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức 0,07%, phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức 0,15%. Đất ở nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà trung cư, công trình xây dựng dưới mặt đất áp dụng mức thuế suất 0,03%. Đất sản xuất, kinh doanh, phi nông nghiệp, Đất phi nông nghiệp quy định tại điều 2 Thông tư 153 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính sử dụng vào mục đích kinh doanh áp dụng mức thuế suất 0,03%. Đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định áp dụng mức thuế suất là 0,15%. Đất của dự án đầu tư phân kỳ theo đăng ký của nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt áp dụng mức thuế suất 0,03% đất lấn chiếm áp dụng mức thuế suất 0,2%. 3. Miễn giảm thuế Miễn thuế, đất ở trong hạn mức của người hoạt động cách mạng trước ngày 19 tháng 8 năm 1945, thương binh hạng 1 trên 4, 2 trên 4, người hưởng chính sách như thương binh hạng 1 trên 4, 2 trên 4, bệnh binh hạng 1 trên 3, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, mẹ Việt Nam anh hùng, cha đẻ mẹ đẻ người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ, vợ chồng của liệt sĩ, con của liệt sĩ đang được hưởng trợ cấp hàng tháng, người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc da cam, người bị nhiễm chất độc da cam và hoàn cảnh gia đình khó khăn. Miễn thuế theo điều 4 thông tư 130 ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình cá nhân có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp hàng năm từ 50.000 đồng trở xuống. Đất ở trong hạn mức của hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn hộ nghèo. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quy định cụ thể chuẩn hộ nghèo áp dụng tại địa phương, theo quy định của pháp luật thì căn cứ vào chuẩn hộ nghèo do địa phương ban hành để xác định hộ nghèo hộ gia đình cá nhân trong năm bị thu hồi đất ở theo quy hoạch, kế hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được miễn thuế trong năm thực tế có thu hồi đối với đất tại nơi bị thu hồi và đất tại nơi ở mới. Giảm thuế, giảm 50% số thuế phải nộp trong các trường hợp sau. Đất ở trong hạn mức của thương binh hạng 3 trên 4, 4 trên 4, người hưởng chính sách như thương binh hạng 3 trên 4, 4 trên 4, bệnh binh hạng 2 trên 3, 3 trên 3, con của liệt sĩ không được hưởng trợ cấp hàng tháng, Người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại về đất và nhà trên đất từ 20% đến 50% giá tính thuế. 4. Thời gian nộp thuế năm 2024. Thời gian thu nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2024 được tổ chức thực hiện thu và phấn đấu hoàn thành kế hoạch trước ngày 31 tháng 5 năm 2024. 5. Thực hiện chuẩn hóa mã số thuế cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân quận Kiến An bằng văn bản số 610 ngày 8 tháng 3 năm 2024 về việc thực hiện nội dung văn bản số 1391 ngày 5 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ra soát chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân, đảm bảo đồng bộ dữ liệu thuế với cơ sở dữ liệu thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện nhiệm vụ triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 06 ngày 6 tháng 1 năm 2022. Trong quá trình thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đề nghị ủy ban nhân dân các phường người nộp thuế cung cấp các thông tin về họ và tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân hoặc số chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc số định danh đối với các cá nhân chưa có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân đầy đủ, chính xác vào sổ bộ thuế. 6 tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn tổ chức thu thuế tại các tổ dân phố, các thôn đảm bảo thu đúng, thu đủ và nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Ủy ban nhân dân quận Kiến An, Ủy ban nhân dân huyện An Lão giao theo thời gian quy định. Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, tiền thuế được dùng vào những việc như đảm bảo an ninh trật tự xã hội, quốc phòng, xây dựng cơ sở hạ tầng như đường điện, chi đầu tư cho giáo dục, y tế. Đề nghị các hộ gia đình, các cá nhân đang sử dụng đất nộp đủ số tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2024 theo thông báo của Ủy ban nhân dân phường xã thị trấn. Nộp thuế đầy đủ đúng thời gian quy định là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mọi tổ chức cá nhân hộ gia đình. Những trường hợp nộp chậm tiền thuế hoặc dây dưa trong việc nộp thuế là vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Chi cục thuế khu vực Kiến An An Lão thông báo để các tổ chức cá nhân hộ gia đình được biết và thực hiện việc thu nộp thuế theo đúng quy định. bạn cần biết. Hỏi đáp về điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Hỏi đáp về điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Kính thưa quý thính giả, Thực hiện chương trình điều tra thống kê quốc gia, ngày 14 tháng 7 năm 2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ký quyết định số 629/QĐ-TCTK về ban hành phương án điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Tổ công tác điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ Trung ương xin giới thiệu tới quý thính giả một số nội dung cơ bản của điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 qua chuyên mục hỏi và trả lời. 1. Hỏi. Mục đích điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 là gì? Trả lời. Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được thực hiện nhằm mục đích sau. Một là thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2025, xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2026-2030, giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà chính phủ Việt Nam đã cam kết. Hai là cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, làm cơ sở ra soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020-2024. Cập nhật kho dữ liệu dân số và nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý, phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương, đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế. 2. Hỏi Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được thực hiện trên phạm vi nào? Trả lời Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được thực hiện trên phạm vi cả nước tại 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh, thành phố, gồm tất cả các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, huyện, ngoại trừ 4 huyện đảo nhỏ là Bạch Long Vĩ thuộc thành phố Hải Phòng, Cồn Cò thuộc tỉnh Quảng Trị, Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. 3. Hỏi Đối tượng điều tra của điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 là ai? Trả lời Đối tượng điều tra của điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 là Hộ dân cư, bao gồm cả thông tin về nhà ở của hộ và nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư bao gồm cả những người thuộc lực lượng vũ trang, người có quốc tịch nước ngoài hiện đang ăn ở tại hộ, không bao gồm những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội và công an. 4. Hỏi. Đối tượng điều tra của điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 có bao gồm người nước ngoài không? Tại sao? Trả lời. Theo phương án điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, Đối tượng điều tra cũng bao gồm người có quốc tịch nước ngoài hiện đang ăn ở tại hộ, nếu đảm bảo điều kiện là nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư. Mục đích thu thập thông tin về người có quốc tịch nước ngoài hiện đang ăn ở tại hộ trong điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 nhằm phản ánh đầy đủ số lượng nhân khẩu hiện đang cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam, phục vụ việc xây dựng hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thông tin về người có quốc tịch nước ngoài đang thường trú ở Việt Nam hiện còn khoảng trống về số liệu, nên cuộc điều tra này kỳ vọng sẽ thu thập đủ thông tin tạo tiền đề cho kỳ tổng điều tra dân số và nhà ở kế tiếp. 5. Hỏi. Đơn vị điều tra của điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 là gì? Trả lời. Đơn vị điều tra của điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 là hộ dân cư hộ bao gồm một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ở chung và ăn chung. Đối với hộ có từ hai người trở lên, các thành viên trong hộ có thể có hoặc không có quan hệ ruột thịt, hôn nhân, nuôi dưỡng, có hoặc không có quỹ thu chi chung. 6. Hỏi Nội dung điều tra của điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 là gì? Trả lời Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 thu thập thông tin về các nội dung chính sau: thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ, thông tin về di cư, thông tin về giáo dục, thông tin về hôn nhân, thông tin về lịch sử sinh của nữ từ 10 tuổi đến 49 tuổi, thông tin về người chết của hộ, thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ. 7. Hỏi. Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được thực hiện trong thời gian nào? Trả lời, thời gian thu thập thông tin trong điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024. 8. Hỏi Đối tượng cung cấp thông tin trong điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 là ai? Trả lời, chủ hộ hoặc người trưởng thành am hiểu về các thành viên trong hộ khi chủ hộ đi vắng là người cung cấp thông tin của hộ và thành viên hộ. Đối với thông tin về lịch sử sinh phải hỏi trực tiếp đối tượng điều tra là nữ từ 10 tuổi đến 49 tuổi. 9. Hỏi. Phương pháp thu thập thông tin được áp dụng trong điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 là gì? Trả lời: điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh. Một số trường hợp đặc biệt, đối với những đối tượng điều tra không thể tiếp cận trực tiếp hoặc tiếp cận nhiều lần không được – Cục trưởng Cục Thống kê quyết định lựa chọn phương pháp thu thập thông tin phù hợp bằng cách gửi mẫu phiếu giấy hoặc phiếu điện tử để đối tượng điều tra tự cung cấp thông tin. 10. Hỏi. Điều tra viên thống kê trong cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 là ai? Trả lời. Điều tra viên thống kê là người được cơ quan thống kê trưng tập huy động và được tập huấn kỹ lưỡng để thực hiện việc thu thập thông tin của cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. 11. Hỏi Điều tra viên cần lưu ý gì khi gặp đối tượng cung cấp thông tin? Trả lời Đối với những thông tin về thành viên hộ mà chủ hộ không nắm chắc, điều tra viên gặp và phỏng vấn trực tiếp thành viên hộ thu thập thông tin. Khi thu thập thông tin về nhà ở, điều tra viên hỏi chủ hộ hoặc người cung cấp thông tin kết hợp với quan sát trực tiếp ngôi nhà hoặc căn hộ để ghi kết quả vào phiếu điều tra. Thông tin về lịch sử sinh phải hỏi trực tiếp đối tượng điều tra là nữ từ 10 tuổi đến 49 tuổi. Đối với những người tạm vắng trong suốt thời gian điều tra, điều tra viên có thể hỏi những người khác trong hộ hoặc dựa vào những tài liệu do người thân hoặc chính quyền cung cấp để ghi thông tin vào phiếu điều tra. 12. Hỏi những thông tin cá nhân mà người dân cung cấp, bao gồm cả người nước ngoài cho điều tra viên thống kê, có được giữ kín không? Có dùng cho các mục đích khác không? Trả lời, Điều 57 luật thống kê quy định về bảo mật thông tin như sau. một Các loại thông tin thống kê nhà nước phải được giữ bí mật gồm A. Thông tin gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng tổ chức cá nhân, trừ trường hợp tổ chức cá nhân đó đồng ý hoặc luật có quy định khác. B. Thông tin thống kê chưa được người có thẩm quyền công bố. C. Thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật nhà nước. 2. Việc bảo mật thông tin thống kê nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật. Do vậy, thông tin cá nhân mà người dân cung cấp trong điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 chỉ được dùng để tổng hợp chung vào dân số của các cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh, chứ không dùng cho bất kỳ mục đích nào khác. 13. Hỏi Pháp luật hiện hành của nước ta quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân được điều tra thống kê như thế nào? Trả lời: Theo điều 33 Luật thống kê quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân được điều tra thống kê như sau. Một, Tổ chức cá nhân được điều tra thống kê có các quyền sau đây: A. Được thông báo về quyết định, mục đích, yêu cầu, phạm vi, nội dung chủ yếu và thời hạn của cuộc điều tra. B được đảm bảo bí mật thông tin đã cung cấp cho điều tra viên thống kê theo quy định tại điều 57 của luật này. C. Khiếu nại tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về điều tra thống kê. 2. Tổ chức cá nhân được điều tra thống kê có các nghĩa vụ sau đây. A. Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn theo yêu cầu của điều tra viên thống kê hoặc cơ quan tiến hành điều tra thống kê. B. Không được từ chối hoặc cản trở việc cung cấp thông tin điều tra thống kê. C. Chịu sự kiểm tra của cơ quan tiến hành điều tra thống kê và thanh tra chuyên ngành thống kê về thông tin đã cung cấp. Ngày, ngày, ngày biết mùi con số mọc lên từ Con số xa, con số hóa. ta lại ghi thêm những trang phố.

cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi